Xin chào các bạn, đã đến với Thuần Capital. Các bạn thấy được là hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ngày 26 Tây tháng 12 năm 2020 và bây giờ là khoảng 2 giờ 20 chiều giờ Cali thì chúng ta thấy được là Bitcoin lại tiếp tục đột phá. Chúng ta thấy được là một giờ trước đây thì giá Bitcoin đã lên tới cái mức là 26.800 đô, nghĩa là Bitcoin muốn thử 27.000 đô và thực ra trong vòng 2 3 ngày qua thì Bitcoin lại tăng trưởng liên tục. Các bạn thấy được là ngày hôm qua đó là ngày 25 tây có nghĩa là ngày lễ Noel tại Hoa Kỳ thì Thuần cũng như là nhiều bạn thì muốn dành thời gian ở bên gia đình nhưng mà các bạn thấy được là Bitcoin thì lại không có để hiên. Các bạn thấy là ngày hôm qua thì Bitcoin đạt đỉnh mới là 24.800 đô và ngày hôm qua thì không có video tại vì Thuần dành thời gian mà bên gia đình cho ngày lễ Noel thường đã chia sẻ trong cái video trước đó ở cuối cái video và đây là một trong những ngày mà có thể nói là ít khi mà Thuần không làm video hàng ngày cho dù bận cấp máy thường cũng cố gắng dành thời gian để mà làm một ít video để mà chia sẻ với các bạn tại vì nhất là trong một tình hình bây giờ chúng ta thấy được là thị trường rất là dao động cho nên cần phải có nhiều thông tin liên tục và thuận thì ngày hôm qua ở bên gia đình nhưng mà cũng không khỏi được yên lành tại vì bitcoin cứ liên tục làm cho thường rất là mất tập trung và ngay cả ngày hôm nay cũng vậy lúc mà thuận soạn tài liệu cho ngày hôm nay thì giá bitcoin lại tiếp tục tăng trưởng chúng ta nhìn vào giá của bitcoin đi đây là giá nến giờ ở trên sàn Coinbase Thì chúng ta thấy được là ngày hôm trước đó nữa là ngày 23 Tây Thì các bạn thấy được là ngày 23 Tây Thì giá của Bitcoin lúc đó là xuyên cái mức là khoảng 23.000 đô Rồi chúng ta thấy được ngày hôm qua thì giá lên đỉnh mới là 24.000 800 đô ngày 24 tây và ngày hôm nay các bạn thấy được lại tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng rất là mạnh. Một giờ trước đây thôi chúng ta thấy lại muốn thử cái mức là 27.000 đô, bây giờ là 26.293 lúc mà làm video này. Các bạn thấy được là con tăng trưởng hầu như là không biết điểm dừng ở đâu chúng ta bây giờ nhìn vào Bitcoin thì các bạn thấy được là chúng ta đang ở cái đỉnh mới nhất và chúng ta thấy là không có tài liệu trước đây cho nên chúng ta không thể nào mà đưa những cái lập luận liên quan đến phân tích kỹ thuật tại vì trên căn bản các bạn không thể biết được là Bitcoin ngừng ở đâu tại vì các bạn thấy được là ở phía trên cái mức này đó là hoàn toàn không có một cái tài liệu giá cả nào hết và trong video này cũng muốn chia sẻ rất nhiều những cảm nghĩ với các bạn liên quan đến tình hiện tại chúng ta sẽ nói tới một số những cái bài mà thường đăng ở trên những cái mạng xã hội để các bạn hiểu rõ hơn chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin liên quan tới là hiện bây giờ thì ai đang mua bitcoin cái hứng thú liên quan tới những nhà đầu tư riêng lẻ đó cái hứng thú đó đã có hay là chưa chúng ta cũng sẽ nói về cái chỉ số greed and fear index và chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái thuyết rất là nổi bật trong thời gian 2-3 ngày qua Và cũng cho chúng ta có được một cách nhìn về tương lai của Bitcoin trong một năm tới đây Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like, và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó thì các bạn nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram để nhận được những cái thông tin nhanh nhất. Và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thông khá video như là những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được những cái bonus hay là giảm phí giao dịch khi các bạn tham gia một số những sàn giao dịch hay là tham gia vào những cái dịch vụ như là blog file lending thì các bạn có thể tìm hiểu những thông tin chi tiết ở phía dưới cái video này bằng cách các bấm vào cái link và các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi cho những sàn như là StepX sàn LMT, một sàn margin có copy trade hay là sàn Binance quốc tế, sàn Binance US, sàn Bybit com base và dùng BlockFi và đương nhiên các bạn có thể đăng ký để được vào group nhận hỗ trợ nếu các bạn sử dụng những cái dịch vụ này thông qua link giới thiệu của Thuận Capital những thông tin chi tiết sẽ nằm phía dưới cái video này và trước khi chúng ta nói về thông tin liên quan tình hình của Bitcoin hiện bây giờ thì một những điều mà tôi muốn các lưu ý đó là hiện bây giờ có rất nhiều những cái tài khoản giả mạo Thuận Capital thì các bạn cần phải lưu ý là những người nào mà kêu các bạn gửi tiền đến một cái ví nào đó thì chắc chắn là không phải là bên của thuận capital tại vì nhưng mà nào mang theo thuận cũng bao nhiêu năm qua cũng đã biết là trên channel này thường không bao giờ mà khi các bạn gửi tiền tới một địa chỉ ví nào hay là không có gì đưa ra những cái chiến lược như là các bạn gửi bitcoin tới cái ví nào đó các bạn sẽ nhận được gấp đôi tại vì nếu như mà thường thực sự là có những chiến lược để mà tặng bitcoin cho mọi người thì không có lý do gì mà các bạn phải gửi bitcoin tới thì mới được tặng cho nên đây là những cái tài liệu giả mạo như là bài đăng các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đây là một người mà giải danh thuận cap đồ cho nên bạn cần phải cẩn thận bất cứ một người nào mà liên hệ với các bạn nói là đến từ thuận capital bạn cần phải cẩn thận tại vì trên căn bản đó là bên của thuận chỉ liên hệ với bạn khi mà bạn liên hệ với thuận trước chứ không có chủ động liên hệ bạn cũng không bao giờ đưa một cái địa chỉ ví nào khi bạn gửi tiền đến để nhận được gấp đôi bạn cần phải lưu ý cái vấn đề này để đừng có bị lừa và đây sẽ là một điều mà tiếp tục xảy ra là một điều rất là đáng tiếc trong cộng đồng crypto khi mà thị trường sôi động thì càng có nhiều người mới tham gia vào càng nhiều người tham gia vào thì những cái vụ lừa đảo lại càng nổi lên như cồn. Đây là một điều chúng ta đã chứng kiến năm 2017 rất là nhiều. Cho nên các bạn cũng nên lưu ý và cảnh giác. Các bạn thấy được là hiện bây giờ trên YouTube cũng có rất nhiều những cái livestream giả mạo lấy danh của những người mà nổi tiếng trong thị trường crypto như là Brad Garlinghouse của XRP hay là lấy danh của Vitalik Buterin của Ethereum hay là thậm chí Elon Musk nói là các bạn xem cái livestream đó gửi tiền đến thì nhận được gấp đôi đương nhiên tất cả đều là giả tạo các bạn cần phải cẩn thận khi mà các bạn thấy được là giá bitcoin tăng trưởng không ngừng như là trong cái thời điểm này thì các bạn thấy được là rất nhiều cái chỉ số đó nó sẽ không có mang đến nhiều cái giá trị cho các bạn một trong những chỉ số đó các bạn thấy được đây chính là cái chỉ số fear and greed index thì đây là một cái chỉ số mà các bạn thấy được là đo cái sự lo lắng và cái sự tham lam trên thị trường thì bây giờ đó cái sự sợ hãi trên thị trường đó các bạn thấy được là hầu như là không có mà chúng ta thấy được là cái chỉ số bây giờ là 93 là một chỉ số rất là cao hôm nay ngày hôm nay là 93 có nghĩa là cực kỳ tham lam ngày hôm qua là 94 cực kỳ tham lam một tuần trước đó là 93 là cực kỳ tham lam và tháng vừa rồi là 93 là cực kỳ tham lam. Thực ra chúng ta nhìn vào cái biểu đồ Fear and Greed Index này các bạn thấy được là cái chỉ số này chúng ta nhìn vào 3 tháng qua đi. Thì 3 tháng qua các bạn thấy được là trên 90 đó thì hầu như là bắt đầu là từ tháng 11 ngày 6 tây là cái chỉ số này đã trên 90 rất là nhiều lần và thậm chí nhiều khi mà trên 90 rất là nhiều ngày liên tục chúng ta thấy được đây là một cái, dấu hiệu cho chúng ta thấy được là mọi người đang rất là lạc quan, đang rất là tham lam hiện bây giờ. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là giá cả sẽ đi xuống. Thường sẽ giải thích thêm một lát nữa tại vì thị trường này rất là khó đoán. Thì chỉ số này đó là kết hợp một số những thông tin như là chúng ta thấy là 25% chỉ số này đó là đến từ volatility, có nghĩa là đến từ cái phần trăm dao động ở trên thị trường. Kế đến nữa chúng ta thấy được là 25% là đến từ cái xu hướng của thị trường cũng như là cái khối niêu dịch và 15% là đến từ những cái tài liệu liên quan tới mạng xã hội bao nhiêu người sử dụng những từ ngữ nào khi mà nói tới Bitcoin vân vân và trước đây thì 15% là đến từ những cái khảo sát của thị trường nhưng mà bây giờ cái phần này đã ngưng không có tiếp tục lấy tài liệu từ phần này nữa và 10% là đến từ cái phần trăm của Bitcoin ở trên thị trường là Bitcoin chiếm cái số lượng vốn hóa bao nhiêu Bitcoin càng chiếm cái phần trăm vốn hóa càng cao thì thị trường càng có nhiều sự lo ngại và ngược lại nếu như mà Bitcoin phần trăm vốn hóa thị trường giảm xuống thì coi như thị trường có cái sự lạc quan hơn cho nên muốn tìm đến những cái altcoin nguy hiểm hơn. Và cuối cùng là liên quan đến những tài liệu như là Google Trend thì Google Trend có nghĩa là xem coi là bao nhiêu người trên Google đang tìm kiếm từ Bitcoin thì tổng hợp lại những tài liệu này họ đưa ra một con số đó chính là con số sợ hãi và tham lam và bây giờ các bạn thấy được là trong dòng các bạn cũng đang thấy là từ tháng 11 tới bây giờ thì cái chỉ số này là liên tục nằm trên cái con đường gọi là tham lam và tình hình bây giờ đó cái chỉ số này thực sự mà nói là không có nhiều cái giá trị tại vì chúng ta đang nằm trong một cái tình hình gọi là price discovery có nghĩa là đang tìm kiếm giá kế tiếp của bitcoin chúng ta thấy được là giá Bitcoin cứ tăng trưởng liên tục mà không có một cái ngày nào gọi là ngừng nghỉ hết. Chúng ta thấy được là giờ gần đây đó, những đợt mà chúng ta gọi là điều chỉnh thật ra chỉ điều chỉnh là khoảng 10% mà thôi, chúng ta vẫn chưa thực sự thấy được cái đợt điều chỉnh sâu như là 25%, 35% mà mọi người đang chờ đợi. Và các bạn thấy được là điều chỉnh sâu nhất trong thời gian gần đây đó chỉ là 16% mà thôi. Và cho đến bây giờ một trong những cái vấn đề khi bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu của bitcoin đi thì bao nhiêu người lưu trữ bitcoin coi như là có lời bây giờ thì hầu như là một trăm phần trăm của tất cả mọi người lưu trữ bitcoin này đang có lời tại vì các bạn thấy được bitcoin đang ở đỉnh mới thì những người nào mà mua bitcoin bây giờ đã đã có lời rồi cho nên càng nhiều người có lời đó thì là một cái dấu hiệu là chúng ta thấy được là còn rất nhiều người chưa có chốt lời hiện bây giờ và càng nhiều người chưa chốt lời đó thì thật ra mà nói đây không phải là một điều tốt tại vì càng nhiều người chưa chốt lời thì cái cơ hội là càng nhiều người sẽ có cái ý định chốt lời và nếu như mà họ có ý định chốt lời cùng lúc thì sẽ dẫn đến là giá cả sẽ điều chỉnh mạnh cho nên chúng ta vẫn chưa thấy được điều đó xảy ra và cho đến ngày hôm nay đó khi mà các bạn nhìn vào cái giá của Bitcoin là 26.000 đi hôm nay các bạn thấy được cái đỉnh cao đó là 26.800 thì cho dù là Bitcoin đó điều chỉnh ở cái mức này để chúng ta đổi lại cái biểu đồ nến ngày đi để các bạn nhìn thấy rõ ràng hơn thì cho dù là Bitcoin bắt đầu điều chỉnh từ cái mức này đó thì điều chỉnh xuống 20 000 thì cái phần trăm đi xuống là bao nhiêu? Các bạn thấy được là từ 26.800 mà xuống còn 20.000 đó. Thì có nghĩa là điều chỉnh 25%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là như chúng ta thấy được một cái cuộc điều chỉnh sâu đó. Trong đợt tăng trưởng này mà điều chỉnh lên tới 25%. Thì giá Bitcoin chỉ trở về cái mức là 20.000 đô mà thôi. Nếu như điều chỉnh sâu hơn nữa là 30%. Thì các bạn thì được là điều chỉnh xuống cái mức là 18.500 đô. Và sâu, có thể nói là rất sâu trong cái tình trạng mà Bitcoin đang đi lên đó thì là khoảng 35% là Bitcoin trả về khoảng 17.000 đô. Có nghĩa là các bạn thấy được là trên con đường tăng trưởng Bitcoin mà Bitcoin điều chỉnh 35% đó thì cũng đã từng xảy ra năm 2017. Nhưng mà đây là một cái điều chỉnh cũng rất là sâu. Trên căn bản đó nhiều người nghĩ là Bitcoin điều chỉnh là khoảng chừng 25 cho đến 30 có nghĩa là Bitcoin sẽ trả về cái mức là khoảng 20.000 đô hay là khoảng chừng là 18.000 đô từ cái giá cao của đỉnh ngày hôm nay. Cho nên bây giờ có điều chỉnh sau đi nữa các bạn thấy được là giá cũng còn rất là cao. Nhiều bạn thì chờ đợi Bitcoin xuống còn 15.000 đô thậm chí nhiều bạn chờ đợi Bitcoin xuống dưới 10.000 đô thường cảm thấy là cơ hội đó hầu như là rất mỏng manh. Các bạn thấy được là nếu chúng ta tính cái giá định của ngày hôm nay mà xuống tới 10.000 đô thì phải điều chỉnh bao nhiêu sau? Các bạn sẽ thấy được là điều chỉnh từ 26.800 đô mà xuống còn 10.000 đô thì Bitcoin phải điều chỉnh là 62% thì trên căn bản trong lịch sử giá cả đó các bạn thấy được là chưa bao giờ mà Bitcoin trên đường tăng trưởng mà điều chỉnh sâu như vậy mà vẫn tiếp tục tăng trưởng thường các bạn thấy được là Bitcoin xuống 60%, 7%, 8% đó là những cái đợt mà chúng ta coi như đã bước vào mùa đông crypto có nghĩa là các bạn phải tin tưởng là cái giá ngày hôm nay đó 26.800 là cái đỉnh của đỉnh rồi nghĩa là chúng ta không thể nào tiếp tục lên nữa Chúng ta sẽ có cái sự đi xuống giá trong thời gian 20 năm tới đây bước vào một mùa đông mới các bạn phải có cái ý nghĩ đó nếu như mà các bạn nghĩ là Bitcoin phải xuống dưới 10.000 đô chứ trên căn bản nếu như các bạn nghĩ là Bitcoin vẫn trên con đường đi lên đó, thì các bạn chờ đợi mua Bitcoin dưới 10.000 đô là một điều mà rất khó xảy ra ngoại trừ là các bạn nghĩ là chúng ta không thể nào lên được nữa đây là cái đỉnh của đỉnh rồi thôi thì không nghĩ như vậy thôi đi chia thêm một số những thông tin một lát nữa